Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày 12 tây tháng 7 năm 2014. Chúng tôi đang có mặt tại chùa Bảo Quang ở thành phố Santa Ana, vừa sau buổi lễ cầu siêu cho ông Hoàng Thu là người đã tự thiêu để phản đối về vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt ở trong vùng biển Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp xúc với ông Trương Quang Sĩ là chủ tịch Đảng Cộng hòa Việt Mỹ, đồng thời cũng là chủ tịch Liên minh Thế giới Tự do Dân chủ chi bộ Việt Nam. Được biết ông cũng vừa mới có công tác từ Á Châu về lại Hoa Kỳ mới ngày hôm qua. Hôm nay ông đi dự buổi lễ cầu siêu. Chúng tôi sẽ hỏi ông một số vấn đề, đặc biệt là liên quan tới vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 là việc mà rất nhiều người Việt trong và ngoài nước quan tâm hiện nay. Kính chào ông Trương Quang Sĩ. Ông có thể cho biết là cái ý kiến của ông liên quan tới cái vụ mà ông Hoàng Thu đã tự thiêu để mà phản đối cái vụ giàn khoan Hải Dương 981 thưa ông? Về vấn đề ông Hoàng Thu là một quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa, ông hy sinh cho đất nước, ông đâu có nói rằng ông thuộc miền Nam, miền Bắc hay là đảng phái gì đâu. Vì đất nước lâm nguy, chúng ta hãy bỏ đi những cái cá nhân của từng nhóm hay từng phe phái, chỉ biết rằng đất nước lâm nguy là chúng ta phải hy sinh. Ông Hoàng Thu là một cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa, vì không có đủ sức lực, vũ khí hay là gì thì muốn nói sự tranh đấu cho quê hương chân thành thì ông tự bỏ gia đình, rời gia đình hết để ông đi nêu bó đuốc hy sinh cho đất nước Việt Nam trong tư thế không có gì hết, bằng lấy sinh mạng của mình để báo động cho Cộng sản Tàu, tuyên Trung Cộng biết rằng tôi không có súng, tôi không có vũ lực nhiều, tôi cũng không có sức mạnh như anh, nhưng mà tôi có tinh thần. Tinh thần của tôi là bó đuốc soi đường. Thì Trung Cộng hãy coi chừng, Hải Dương của anh á, phải coi chừng. Chúng tôi không có súng đạn, nhưng mà tôi có tinh thần. Tinh thần chúng tôi có thể đốt được cái chế độ của mấy anh. Tinh thần của ông Hoàng Thu thì rõ ràng là rất nhiều người Việt Nam ghi nhận ở trong nước cũng như ở ngoài đây. Tuy nhiên trên thực tế dường như là cái tiếng vang của cái vụ tự thiêu này không được nhiều lắm, ngoài những cái tin tức từ các bản tin của địa phương ở nơi ông ở, là một thành phố ở tiểu bang Florida, dường như các cơ quan truyền thông lớn ở Hoa Kỳ không đăng tải tin này nhiều. Ông nghĩ là cái vấn đề mà cái tác dụng của cái sự hy sinh này đó, nó trên thực tế như thế nào thưa ông? Cái sự hy sinh của anh Thu là một sự rất là lớn đối với dân tộc của Việt Nam. Nhưng có lẽ tại vì ở một cái làng quá xã quá nhỏ, anh không có nghĩ tới những chuyện gì để làm cho danh tiếng nổi. Nếu tôi đó là ông Thu đó, thì tôi đến ngay trụ sở Liên Hợp Quốc, thì đến ngay cái đại sứ quán của Trung Cộng và tôi tự thiêu. Nhưng mà ông này vì tinh thần yêu nước, ông không phải vì danh tiếng danh dự cá nhân của ông, ông cứ tự thiêu đi rồi tự dân chúng sẽ hiểu trong nước với ngoài nước. Ông đâu có kêu rằng ở ngoài này tự thiêu, ông đâu có kêu trong nước tự thiêu, mà ông nói rằng tôi là dân Việt, vì Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ chúng tôi phải tự thiêu để cho anh biết không phải riêng một mình Thu này đâu, trong tương lai cũng sẽ có nhiều chuyện như vậy. Nếu Nhật Bản có kamikaze thì tại sao Việt Nam cũng thể làm được kamikaze chứ? Mấy anh còn nhớ về chiến tranh không? Khi mà chiến tranh Nhật Bản với Mỹ sức yếu mà cái không đoàn kamikaze tự sát của mình đánh đã rung rinh cả thế giới, thì tại sao chúng ta là người Việt Nam, dân Á Châu, chúng ta cũng có đủ sức, cũng có thể là một Nhật Bản kamikaze Việt Nam được chứ? Bốn người thôi, thừa đủ sức bánh tan cái dàn chiếm lãnh hải của mình, đâu cần nhiều. Chỉ có anh Thu một người ảnh thôi, anh nói được lên một mấy triệu tiếng nói của những người ở hải ngoại và cho trong nước biết rằng dù tôi đã xa quê hương nhưng mà quê hương cũng vẫn trong lòng tôi. Tôi hy sinh để cho đất nước biết tấm lòng chân thành của một người Việt Nam đối với quốc gia Việt Nam, không cần biết chế độ.
Về cái vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 đã đang hạ đặt ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông có thể cho biết cái ý kiến của ông, cái suy nghĩ của ông liên quan tới cái vụ này thưa ông? Cái vụ giàn khoan đó, đặt ở đó nó chỉ là cái diện chứ chưa phải là cái điểm. Để nó quậy cho đồng bào biết, để dọa thế giới rằng tôi sẽ làm cái này lại cái kia, và nó sẽ dọa Việt Nam, mà không phải đánh ở tại bờ biển mà nó sẽ đánh trên bờ, và nó sẽ dùng pháo nó đánh nước mình để cho nước mình dấy loạn lên, rồi nói là cách mạng, quân cách mạng ở đâu ở ngoài nhảy vô đánh. Thật sự là chính là Trung Quốc nó đưa người như vậy, chúng ta phải đề phòng chuyện đó. Vì bên Lào cũng như Cơ Miên, Trung Quốc đầy dãy trong rừng hết chứ không phải ở ngoài đường. Tôi nghĩ là trong nước cũng biết điều đó. Cái điểm không phải là đó, cái điểm là ở trên bờ. Mình thấy cũng đau khổ vì đất nước của mình sau thời gian chiến tranh quá lâu, rồi những anh mấy vị mà kháng chiến trong rừng, cái trình độ kháng chiến mười mấy năm đâu có thời gian để mãi. Nhưng mà sau này thì họ từ từ họ đổi. Không ai mà kiến thiết đất nước được trong vòng một ngày, một năm hay là 10 năm, 20 năm. Đâu, không phải vậy. Nhưng bây giờ gặp cái trường hợp này, muốn đoàn kết trong nước và hải ngoại. Ở trong nước thì đau lòng dân đứng lên hò hét, thì bị những người mà lệ thuộc của Trung Cộng đàn áp, làm tạo lòng dân quốc ức. Ở ngoài này, khi mà Trung Cộng để đặt giàn khoan Hải Dương thì ngoài này còn giận hơn nữa. Nhưng mà mình chưa được thống nhất từ ngoài ra trong. Có lẽ vì cái chữ, tôi xin nói là cái chữ cộng sản. Người Việt mình biết cộng sản Cao Miên rất là rành chứ, vì đó là anh em mà. Họ biết khước từ danh xưng cộng sản khi mà Liên Hợp Quốc vô lập quốc, nó đổi thành đảng cộng sản Cao Miên, đổi thành đảng nhân dân Campuchia. Thì tất cả dân ở trong nước cũng như hải ngoại đổ về để kiếm thiếp đất nước. Thì tại sao Việt Nam mình chỉ xin bỏ cái đảng cộng sản, cái danh xưng cộng sản, để đừng có lệ thuộc Trung Quốc? Tại vì nói là đảng cộng sản thì phải lệ thuộc các đảng lớn. Thì Việt Nam mình chắc là Việt Nam mình cố vấn cho bên nước anh em Campuchia, thôi anh đừng có để cộng sản Campuchia được. Thì tại sao mình không áp dụng cái lời mình cố vấn cho Campuchia? Thì bây giờ Việt Nam mình bây giờ đổi, thay vì để phù hợp với lòng dân ở hải ngoại và trong nước, chúng tôi xin khước từ đảng cộng sản mà chúng tôi đổi cải danh lại là đảng lao động, hay là đảng nhân dân, hay là đảng dân tộc. Nhưng mà men vẫn còn giữ nguyên đó, để rằng trong và ngoài nó không còn cái chữ cộng sản, mà vì cái chữ cộng sản mà nó chia rẽ dân trong nước với hải ngoại. Như riêng tôi đó, mặc dù tôi cũng không có phù hợp những cái đường hoàn cảnh bên đó, thì bên cạnh nó cũng có gây những cái chuyện mà dân chúng ở trong nước làm như vậy. Mình muốn làm cái gì cũng sợ. Ở trong nước, anh em ruột ở trong nước, con cháu của mấy ông không thương. Chúng tôi là những người này thì làm sao mấy ông thương tôi được? Ai cũng sợ kiểu, ai sợ cái lối đó hết. Thì bây giờ muốn chứng tỏ rằng mình là người Việt Nam, nói người Việt Nam, người Việt Nam, người Việt Nam, đất nước của Việt Nam, thì chúng ta phải chịu khó yêu cầu trong nước nói rõ là anh chỉ bỏ đổi danh xưng cộng sản lại đi, rồi làm được việc. Tôi nghĩ rằng ở hải ngoại này có thể là cái mặt trận hải ngoại đấu tranh nó hữu hiệu hơn là mấy anh phải đưa 100.000 người ra, tốn cả 100 triệu, cả tỷ đô la để ra đấu tranh. Cái chuyện mà đấu tranh hải ngoại phải để cho những người ở Việt Nam hải ngoại đấu tranh, tại vì họ đã có dòng lịch sử đấu tranh chống cộng sản Tàu từ năm 1974, có tài liệu. Thì đó là một điều mà mình muốn tất cả toàn dân chống cộng, chống cộng sản, chứ không phải chống người Việt Nam, Việt Nam nữa. Thì điều đó có thể là, nếu làm được điều đó là một điều rất là hay. Riêng cá nhân tôi đó, nếu cộng sản bỏ với cộng sản đó, thì tôi có thể mời hỏng nhiều 10 quốc gia lợi để đứng ủng hộ cho lập trường Việt Nam. 10 quốc gia làm nước, mỗi nước nói một ngôn ngữ khác nhau, khả năng của tổ chức chúng tôi có thể làm được đó, giúp nước. Nhưng mà bây giờ chúng tôi không biết ở trong nước mang cái đường nào để mình đi. Ngoài này chúng tôi cũng muốn giúp đất nước, nhưng mà giúp kiểu nào đây? Chắc là giúp cho cộng sản, thì khi giúp cộng sản thì mình lệ thuộc của Tàu, khi nó thắng thì nó vẫn đòi nợ mới ăn được. Tại sao không hủy bỏ nợ, rằng bỏ đảng ấy, đổi đảng thành đảng đi, mình thử làm thử đi, rồi sẽ thấy sự thống nhất. Rồi bài học này tôi đã qua Cam Viên năm 1989,
trước khi rút quân, tôi đã thấy rõ ràng những chuyện mà sửa tên đảng cho phù hợp lòng dân thì chúng ta sẽ giải quyết tất cả những sự cách biệt của dân tộc. Ông vừa mới đề cập tới hai chi tiết rất là mới mẻ. Chi tiết thứ nhất là đổi tên đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù là vẫn giữ những cái cơ chế hiện nay. Ông làm sao làm? Cái chi tiết thứ hai là hãy biết sử dụng cái lực lượng người Việt ở hải ngoại thay vì tốn rất nhiều những tài lực để mà có thể đưa người qua đây để mà làm những cái chuyện đấu tranh cho Việt Nam. Nhưng có lẽ ngay trước mắt, ngay hiện nay sẽ không thể xảy ra chuyện đó một cách ngay lập tức. Vậy thì ngay trong tình trạng thực tế hiện nay, người Việt hải ngoại như ông và nhiều người là rất quan tâm tới cái vấn đề Việt Nam, rất muốn làm một cái điều gì đó. Tuy nhiên vẫn bị một cái ngăn trở là hai chữ Cộng sản. Đúng. Thì trong tình hình thực tế như vậy, những người Việt hải ngoại như ông sẽ phải làm cái điều gì cho tới khi đợi được hai cái điều thay đổi như ông muốn? Trong thời gian mà chờ sự thay đổi từ từ ở trong nước đó, chúng tôi vẫn đấu tranh chống Cộng sản Tàu trên mặt bình diện ngoại giao. Vì ở đây, ở trong nước có đôi khi coi không có coi thường cái tổ chức ở hải ngoại. Đúng, tại vì hải ngoại họ chỉ tập trung đánh Việt Nam thôi. Còn tổ chức của chúng tôi là một tổ chức quốc tế. Tổ chức chúng tôi có thể mời được cả 100 quốc gia lại một lúc, 50, 70 quốc gia lại trong một buổi họp lớn. Nếu trong buổi họp lớn họ đều đồng ý với mình là kết tội Cộng sản, họ chỉ ra cái nghị quyết thôi. Chỉ tốn một lần họp thì nó đủ cho biết là người Việt Nam không phải là chỉ có những người gì đó thôi. Việt Nam trong quốc tế có tổ chức quốc tế này, đây là tổ chức quốc tế mà tin chắc là ở trong nước biết cái tổ chức này là tổ chức gì, tôi chắc chắn họ biết. Nhưng mà vì cái chữ Cộng sản mà ổng trong nước với ngoài này vẫn còn cách ly với nhau, không thể làm được. Nhưng mà chúng tôi vẫn làm, chúng tôi vẫn ra nghị trường. Chính là tôi là người chống, tôi đem cái chiếu cái phim của Cộng sản Tàu về của Hoàng Sa ra, tôi lấy phim đó tôi chiếu lại cho mấy chục đại diện quốc gia ở châu, nhìn cái đó mà học bài học. Ý ông nói bộ phim của đạo diễn Hồ Cương Quyết mà mới được bắt đầu chiếu ở đây Việt Nam gần đây. Không phải, cái trước nữa, cái trước mà lúc mà Tàu Trung Cộng nó bắn những người mà hải quân của mình không có súng đó, Đạt Ma đó, thì tôi đã chiếu. Ở trong nước đâu có bảo tôi làm chuyện đó đâu. Nhưng mà tôi phải cảnh giác. Năm 2009 ở tại Phi Lục Tân, tôi đã đem cái phim tôi chiếu. Tôi bây giờ tôi nói ra để cho quý vị biết rằng không phải tôi giận hờn quý vị, mà tôi không yêu nước. Tôi buồn là vì cái xã hội mình còn khoảng cách. Nhưng mà tôi đứng trước mặt cái là người quốc gia đó, chính tôi đem cái chuyện đó lên, lúc đó thì Việt Nam không dám hạ nói chuyện, không dám hạ lên gì hết. Thì tôi được cái tài liệu đó, tôi đến tôi chiếu lại trong đó mấy chục nước vì đã họp ở Liên minh Thế giới ở tại Manila. Tôi chiếu, tất cả họ nhìn cái phim đó rồi họ hững hờ và họ biết rằng chuyện này không phải là chuyện đùa. Và năm 1999, lúc đó là 2009, chúng tôi đã làm rồi. Trong nước đâu cần biết tôi là ai, mà tôi cũng không cần nói gì hết. Tôi chỉ nói cho thế giới biết đó, sự giả mang của anh Tàu đó, lưỡi bò lưỡi gì vẽ nó lem là như vậy. Từ đó tất cả Á Châu họ đều rung rinh. Và khổ nước trong buổi họp mà các phái đoàn của Phi Tân hỏi vậy chứ, Mỹ có bao giờ nó bỏ không, tại sao nó để là vậy? Tôi nói Hoa Kỳ không bao giờ bỏ mất cái quyền lợi. Cả trăm năm ảnh làm vua ở Thái Bình Dương, ảnh không bao giờ bỏ. Nói về cái phản ứng của Hoa Kỳ thì mới đây có một cái nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ để yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi khu vực hiện nay đang hạ đặt. Ông đánh giá như thế nào về cái nghị quyết đó, cái tất cả về tính hình thức cũng như tính thực tế của cái nghị quyết đó như thế nào thưa ông? Cái nghị quyết tôi nhìn đó là chỉ là một cái màu đẹp để cho làm. Thật sự quyền lợi của quốc gia nào họ đều hưởng quyền lợi quốc gia đó, chứ không phải là mình thấy nghị quyết biểu là như vậy. Thì như anh thấy rồi, Liên Xô trước binh Việt Nam, sau khi Trung Quốc đưa cho 400 tỷ
cái giao kèo 30 năm thì nó xây lưng lại với Việt Nam. Mình biết điều đó chứ. Còn hiện tại bây giờ cái tai hại của mình trong bây giờ nè, Trung Cộng nó đưa người nằm dày dẫy ở Đông Dương hết đó. Chính những người đó là sẽ đứng lên phá hoại đất nước. Gần đây nhất thì phái đoàn cao cấp của Hải quân Trung Cộng đi qua thăm Campuchia và ký bản đi học với Campuchia để vấn đề hải quân, thì thử nghĩ Việt Nam mình sẽ lâm nguy tới cái độ nào. Rồi nó vừa rồi nó mới rời ra cách thứ về đây nè, số anh em ở miền Campuchia Krom đòi này kia nọ đó, thì mình chịu nổi không? Nếu mà không có những người ở Việt Nam hải ngoại này đó, đừng nói 7 triệu thôi, 7 triệu tiếng nói là 7 triệu lưỡi dao mà thế giới đang ngại. Thì 7 triệu người đó, 10 triệu người đó là họ nằm một quốc gia mạnh không nè, trong quốc gia mạnh nè, Canada, Hoa Kỳ, Pháp, những người đó là những tiếng nói chân chánh của quốc gia. Đừng có ngại những người đó, những người đó là Việt Nam mà. Không, họ phải đau lòng vì Việt Nam. Họ buồn chế độ nhưng mà không thể bỏ quê cha đất tổ của họ. Vừa rồi chúng tôi có tiếp xúc với cựu đại tá Lê Khắc Lý, và ông cũng có đã nghe qua cái cuộc nói chuyện sơ qua. Cựu đại tá Lê Khắc Lý có một cái ý tưởng rằng là một cái cách duy nhất để mà có thể làm một cái điều gì đó cho cái việc này là ở phía Việt Nam là xóa bỏ cái chế độ hiện nay, là chế độ cộng sản hiện nay, mới có thể nói tới những chuyện gì khác. Ông, ý kiến của ông về cái việc đó như thế nào thưa ông? Để tôi nói cho anh đi rõ. Cái nhà anh đang ở đó, anh đập bể đi, anh liệu anh có đủ tiền ra sửa lại không? Anh có đủ thời gian để sửa không? Hay là không, bây giờ anh thôi, anh chỉ sơn phết, anh sửa cái bảng hiệu đó thôi, phải dễ hơn, hay là anh đập phá cái nhà rồi anh cất cái nhà lại? Chúng tôi bây giờ không bắt buộc phải cái cộng sản phải hủy bỏ chế độ cộng sản. Chúng tôi mong rằng cộng sản Việt Nam tránh món nợ cộng sản, nên cải danh, đổi danh lại một đảng nào đó đi, mà đừng có chữ cộng sản. Cái bài học tôi nói nãy rồi, bài học Cao Miên nó thấy rõ ràng, họ từ đảng cộng sản Cao Miên đổi thành bản nhân dân Cao Miên, thì tất cả dân trở về đó, và tôi là người chứng kiến cái điều đó. Tôi rất đau lòng, tại sao Cao Miên làm được, tại sao mình không vì cái chữ cộng sản mà mình bỏ chữ cộng sản đi, mình để lại đảng lao động, đảng nhân dân, đảng gì cũng được, mấy anh vẫn điều hành. Nhưng mà phải làm sao đừng có để những cái sự buồn lòng mà cái lầm lỗi của đảng cộng sản đã đưa cho dân hai miền đau khổ vì cái chữ cộng sản đó nữa. Mình vẫn giữ tôn trọng những người đã kháng chiến, tôn trọng những người đánh giặc, bảo vệ, đuổi Tây, đuổi Mỹ. Tôi có đồng ý chứ, tôi cũng rất vui chứ. Nhưng mà tới phương người Việt Nam mình không đổi sự cho đâu được, thì làm sao mình đồng ý? Tôi nói thật đó, nếu ở trong nước đổi danh xưng, bỏ đi cộng sản đi, thì cả 90% người Việt Nam ở hải ngoại đều đồng ý và đều hy sinh đóng góp, cũng như là anh em trong một nhà, một đứa con được du học, một đứa con thì trong nhà, thì chúng ta con trong nhà là con ngoài này cũng là con. Tôi nói rõ, không phải là tôi vì tôi nằm ở chế độ miền Nam mà tôi nói miền Bắc. Không, tôi biết chứ, không thể sửa chữa đất nước trong vòng 1 năm 2 năm, không thể đập phá cái căn nhà mình đang có để rồi mình kiếm xây dựng lại cái nhà khác, đủ tiền xây dựng hay không xây dựng. Không, chủ trương tôi là mình chỉ sửa lại thôi, thì anh em là một nhà, dù nhà tranh chúng ta cũng vẫn là một nhà. Xin cảm ơn ông Trương Quang Sĩ rất là nhiều. Vấn đề vụ việc liên quan tới giàn khoan Hải Dương 981 và những cái sự xâm phạm khác của Trung Quốc đối với lại phía Việt Nam là còn dài, ít nhất là sẽ phải tới 15 tây tháng 8 là một cái hạn mà phía Trung Quốc đã đưa ra ngay từ đầu. Chúng ta sẽ còn nói về cái chuyện này nhiều. Trước khi chấm dứt, ông cho một cái chia sẻ của ông với những người Việt Nam trong nước, đặc biệt là ở ngoài nước, mà rất quan tâm tới cái sự việc này thưa ông. Thì đối với anh em ở hải ngoại này, tôi cũng là thành phần tị nạn đó, gọi là sau 75 là những người rời về 75 là thành phần tị nạn. Chúng tôi lúc nào cũng ngồi chơi với nhau, chúng tôi nói là đất nước Việt Nam đó, thành ra bây giờ rất là nguy, chúng ta ngồi lại với nhau đi,
để thanh toán được kẻ thù ngoại bang đi, rồi còn chuyện anh em trong nhà thì chúng ta sẽ tính sao. Cái điều đó là lịch sử đã nói rồi, bài học của nước Pháp, bài học ông cha mình hồi xưa là Nguyễn Quang Tranh, nhớ không? Rồi sao cũng trở lại một nhà. Thì tại sao chúng ta không lấy lịch sử đó để chúng ta tiến vào đất nước mình? Còn cái này nữa, Nhật Bản có cái phi đoàn kamikaze, thì tại sao Việt Nam mình không có phi đoàn kamikaze được sao? Nếu tới tình trạng đó thì chúng ta sẽ làm chuyện đó. Người ta sợ chứ, sợ những người quyết tử chứ, đâu có sợ những người mà nó giặc. Thành ra tôi có hy vọng đất nước Việt Nam mình cũng có lập một phi đoàn kamikaze sẵn đi. Đối với Trung Cộng không có đủ người để mình tiêu phá hết đâu. Người Nhật Bản đã làm được trong thế yếu, chúng ta làm được trong thế yếu. Ngoài này không có tiền, dân hải ngoại này không có cần tiền ở trong nước đưa ra nha. Biểu tình hàng ngày thì cái đó là một cái sức mạnh của người Việt Nam. Nói chung là người Việt Nam, chứ đừng nói là phải trong nước dân phải treo cờ. Đúng vậy, phải vậy. Khi mà đấu tranh ở ngoài này là người ta biết mấy này hải ngoại hết trơn. Thế nên điều đó tôi rất mong là đất nước mình sống thanh bình và hiểu được người dân với người dân. Trong nước tôi xin mong rằng trời sẽ cho trong nước, coi dân trong nước, anh đối xử dân trong nước dùm đi tốt. Vì chúng tôi sợ chứ, con cái mấy anh mẹ còn đá đít đập đầu thì làm sao chúng tôi dám vô. Tôi chỉ là bạn bè anh em. Thành ra mong, rất là mong điều đó. Và đừng có sợ mình thua. Dân tộc ta không có cái ý hèn và yếu như vậy đâu. Chỉ cần một phi đoàn kamikaze thôi, 10 cái giàn khoan nó cũng chết. Thôi, cầu chúc cho đất nước mình thoát cái cảnh mà lại thuộc Tàu sau hơn 1.000 năm.